Thưa quý vị, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 23 tháng 6 tới nhằm đánh giá liệu sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với đợt bùng phát bệnh động mùa khỉ trên thế giới hiện nay hay không. Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc WHO Tedros Ahanom Ghebreyesus cho biết đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này rất đáng quan ngại và bất thường. Do vậy, ông quyết định triệu tập cuộc họp ủy ban khẩn cấp vào tuần tới nhằm đánh giá liệu đợt dịch này có phải là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng hay không. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu được xem mức độ cảnh báo cao nhất mà WHO đưa ra Trước đó, WHO đã có quyết định tương tự đối với dịch COVID-19 và bệnh bại liệt. Theo WHO, từ đầu năm đến nay đã có 1.600 ca mắc và 1.500 ca nghi mắc cùng 72 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 39 quốc gia, trong đó có những nước không ghi nhận bệnh này là bệnh đặc hữu. Tại nhiều nước tại châu Phi, bệnh đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Bệnh này thường gây triệu chứng giống như cúm, gây tổn thương da và thường truyền nhiễm qua đường tiếp xúc gần. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã đến lúc cân nhắc tăng cường phòng bệnh gây đậu mùa khỉ vì bệnh này đang có dấu hiệu lây lan bất thường với nhiều quốc gia hơn ghi nhận ca mắc. Chính vì vậy cần có sự phối hợp giữa các nước. <laughs>